Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thị Trấn Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì ngày hôm nay là bác gái cả nhá. Gọi là bác là cũng là phụ trách bên đồi nông nghiệp ở bản Chín Nè cả nhá. Thì hôm nay là mình gọi dần bác vào đây cùng thăm vườn nông nghiệp của bản Capinga là. Mày tay đây mì liu. Mì liu ai. Vai vai bella. Vai Paulo. Tá bom, né? Ah, tá bonito. Mãe. Sim. Mì liu aqui tá bonito mesmo. OK. Sim. Gostamos também de mamá que veio aqui visitar nós na Laura, sim. É. Tá bom, Mãe, eu sempre mesmo quero toda a aldeia luta igual assim. Também. Porque nosso Capingala, nosso Chinene, nosso Chiculo, nosso Caíti, mas eu quero tudo a aldeia cultiva, sair mesmo bem, muito comida assim. Também. Ah, não é? Sim. Porque chega daqui para ir para o Lune? Sim. Sim. Aqui nós lutamos mesmo tempo seca, até agora. Sim. Ấy qua đây mình có nói với bác gái là các bản làng thì mình đến hỗ trợ thì bản nào mình muốn là ngô khoai nói chung là tất các thứ là đều tốt tươi cả nha. Ấy có nhiều lương thực cho người dân hỗ trợ người dân ấy cả nha. Đấy. Thì ngay trước mình vào đây với bác Paulo thì ở đây cũng là số cặp binh. Tất toàn bộ ở đấy nha, cỏ thôi cỏ tránh thế cả nha, mà bây giờ là ngô xanh mượt luôn. Mãe aqui, esse tudo, só capim mesmo. Tudo mesmo, capim aí lá embaixo, aí em cima, aí tudo só capim. Tá bem. Depois roti aparece três vezes ou quatro vezes. Sim, aqui. Quatro vezes. Tá bem. Depois, agora capim acaba. Aquele tipo capim acaba. Sim. Esse é normal, isso. Já. Esse só. Não tem mais. Aquele é outro capim, é nome que é, pai? Aqui é um bundo Oxele. Oxele. Sim. Em Vietnam fala cotanh. Aquele demora, cotanh. Porque... No raiz, no fundo. Aquele não morre rápido. É. Mas agora não tem mais, tudo acabou. Aqui dois, tá bem? Sim. Mình có nhắc cái tiểu sử ấy, khu vực đất này là toàn bộ là cỏ tránh ấy cả nhà, mà bây giờ là làm được như thế này này. Nên một cái thành quả đấy cả nhà. Aqui já tira uma. Mas aqui dois, tá aí. Aqui tá aí. Dois. E aí ela? E aí ela? É grande, mãe. Muito grande mesmo. É muito grande, ué? Assim falou que não, depois vamos partir lá, vamos comer, vamos mastigar. Vamos mastigar aí no jango. Aí não tem maca. Sim, não tem maca. Não há maca. Só as crianças mesmo que estão tá trabalhar isso. Tudo são crianças. É só criança mesmo. Ở đây cái nông trại này chỉ là thánh tiểu niên thôi. É. Tá aqui milho. Mãe. Các bác là rất là sướng luôn, rất là thích luôn. Nào, vamos andar assim depois que vai lá, né, pai? Aqui. Nói có xanh mấy câu chừng cả nhà, ở đây là chủ yếu là thanh thiếu niên cả thôi. Đây, các em thì đang ăn trưa ở dưới chỗ nhà trôi ấy. Còn là các bác đấy thì đi nhờ xe mình nghề vào thị trấn, nên là mình nói thế thì các bác ghé thăm bản nông nghiệp ở bản Capingala đấy ở xem bên này là các em ở bên này thì chủ yếu là có sự trợ giúp của bác trưởng thôn cùng các em thanh thiếu niên thôi, nhưng mà cái nông nghiệp ở bên này phát triển rất là tuyệt vời luôn. Mày xem đi cô mù. Mày xem đi cô mù. Capinga, Aqui, mãe, cultiva tipo Vietnam, tá vendo?
no mete carrera, tipo aquel no pau manga. ¿Está bien? Así, así, ¿está bien? Yo de jiri sin ka batunda jalo jina jali panya nya pana. Ni mai, ¿está bien? Mundo distancia. Tala. Está bom. Aqui vai sair muito comida mesmo. Aqui vai sair mesmo, de comida. Thì mình có nói với các bác gái là cái này trông giống như nông nghiệp ở Việt Nam ấy, không lên luống. Với lại là cái khoảng cách giữa cấy và cấy là cũng có một cái khoảng cách nhất định. Đấy, nên là ngô mọc rất là đồng đều và rất đẹp. Thì năm ngoái thì mình cũng hướng dẫn các bác ở bản Chinene rồi cả nhà. Nhưng mà nói chung là người dân cũng chưa nắm bắt được thực sự cái kỹ thuật đấy cả nhà, nên là làm giống như truyền thống ở bên này, nên là cái nông trại ở đăng ký cũng không được đẹp đấy, chăm sóc cũng hơi kém ấy. Mày vào làm mùn đủ. Em mùn đủ. Nào em mê mùn. À cái lửa ở đó là ta vào làm mê mùn. Depende du số bà ta mê. Mà phải bảo lúa kì nó phải lìa. Đã kì tu đồ phía giống ta mê. Đến nốt. Ta mê nốt. À ta mê mùn lá xìm. Depois tem outra, outra lá. Ta mê phía giống. É phía giống ta mê. À. Tem mesmo o pai Paulo aqui, testemunha. Eu falo, onde trabalha bem, eu sempre chego lá. Tá bem. Ah, porque eu também quero com a coisa sair bem. Tá bem. Eu também fico alegre. Sim. Agora, também mandar comida lá. Mandar mesmo semente, mandar amônio, mandar adubo. Sim. Mas mesmo o povo não trabalha bem, não sai mesmo com a coisa bem. Então eu tá isolado, não tá alegre, porque não sai muita coisa aí. Agora aqui no Capinhala, não. Aqui não tem maca, tô alegre muito mesmo. Đấy, thì mình nói về các bác gái là ở đây có bác trưởng thôn làm chứng ấy, ở bản nào thế thôi. Thì mình, người dân chăm làm thì mình cũng rất là nhiệt tình cả nhá. Đấy, nhưng mà người dân mà không đồng lòng, đồng sức đồng lòng thì nói chung một sức mình với một số người thì không đủ để mà giống như là câu nói gì nhỉ, một cái nghề nhỏ không thể làm nên nổi mùa xuân đấy cả nhá. Đấy thì rất là khó luôn. Đấy, và hôm nay đem các bác là đi tham quan cái nông trại đầu này và ngố này. Ok cả nhà, thì luôn tiền đấy có dẫn các bác đi thăm quán đi vườn đầu luôn cả nhá. Thế thì cái khu vực đầu này vừa rồi thì bón được một ít đàm thôi, nên là bây giờ cũng thấy rất là xanh này. Aqui já meteu primeira vez amônio. Já vou suba bater nem pai. Vai aumentar mais segunda vez. Vai sair mesmo muito feijão aqui. Sim, vai sair. Aí thì nói với các bác là giai đoạn tới đây mưa xuống đây là sẽ bón thêm lượt hái đàm ấy cả nhà, cho vườn đầu phát triển ấy. Aqui lá é primeira. Sim. Já dá matiga, já dá ferver. Sim. Agora aqui é segunda. É segunda. Aqui é segunda. Depois terceira é mesmo lá embaixo. Aqui é quarta. Sim. Porque uma vez cultiva tudo, não consegui. Sim. Então eu trabalho esse parte, depois outra parte, outro parte, divide. Sim. Depois, quando receber também primeiro, lá. Segundo, aqui. Terceira é lá embaixo. É quarta e aqui. Tá bem. Ah, thì nói với các bác là làm theo hình thức cuốn chiếu cả nhá. Thì sẽ làm ở đây thì cái quân số cũng ít, nên là làm cuốn chiếu cả nhá. Đấy, ngô ở đấy là bắt đầu lên bắp rồi, đẹp đấy cả nhá. Thì hiện tại bây giờ thì mình sẽ đi ngoài rìa thôi cả nhá. Thì dẫn các bác và mọi người đi tham quan rìa thôi. Đấy, cái này là cái nói có sách mấy có chữ đấy để cho người dân bản chính nên làm động lực cái cả nhá. Đấy, để mà cố gắng phát triển nông nghiệp ở ở bản thôi. Đấy, ngô ở đấy thì muito grande mesmo, vai ficar muito bonito aí. Mas para um grande. Para um grande como mãe? Ah, sim. Ok. Não, esse tem que aprender mesmo. Sim. Ah, tem que aprender. É grande. Sim.
Muito grande. Doutora. Sim, muito grande. Muito grande mesmo. Pai, tá alegre? Tô, sim, tô alegre. Tô muito alegre até. Muito alegre, né? Ah, nunca ainda cultivamos isso. Sim. Até se falaram como... Olha a distância. Já. Tá mesmo bom. Mas é verde, né? Sim. Tá bonito. Já. Aqui, tipo essa distância assim. O problema também, as folhas não se colam muito. Sim, assim. Agora aqui, tipo, aqui tem. Tá mais bom. Sim. Agora se ficar muito junto, não fica bem. Sim. Aqui é um. Não tá bom. Ah, não fica bom. Não fica bem. Sim. A distância tá boa. Tá bom. Tá bom. Sim. Bạc Trường Thốn đang giải thích với các bạc gái là cái khoảng cách là giữa cây với cây nó thưa ra, thì cái thứ nhất là cái độ chất dinh dưỡng này ở dưới đất này, thứ hai là cái nguồn ánh sáng cả nhá, đấy cái quang diệp rất là tốt đấy, lá rất là xanh luôn, mai mềm mù aki. Aki mình được gì? Ai? Bắp cả nhà này, mới trổ đông thôi, cái này mới trổ đông thôi cả nhà này. Đây này, đây, bắp này. Đây, chắc cả nhà ông thấy đấy, Bạc Trường Thốn rất là vui luôn, rất là sướng luôn. Đây, ngồi này, ngồi như này đi. Cười, bà cười sảng khoái luôn. Pai Paulo, alegre. Muito alegre, filho. Muito alegre mesmo. Isso. Sim. Como? Próximo ano tem que lutar, né? Sim. Temos chuva, vem, tem que lutar, né? Sim. Ah. Tem que lutar amanhã, né? Já. Ah. Quem é para ti? Quem corta mesmo? Quem corta para ele? Esse corta. Não sei quem mania corta aí. Esse é, não sei quem mania corta lá. Tá bom, vamos lá. Pai Paulo, de noite sempre dorme aqui no casa, já? Aqui. Um dia. Aqui dois, na costeira. Aquele não consegui? Não conseguimos. Não tem? Ainda não tem, mas tem, tá fazendo. Ah, tá fazendo? Sim. Já, mas pode sair lá, é tarde. É, não, aqui. Naquela hora mesmo escapou, porque aconteceu mesmo. Separamos com a mana, estamos salvar mesmo aqui. Ah. Em de uma hora, ainda vou descansar um pouco. Ah, sim. Aqui. Esse é dois mesmo. Dois. Esse é mesmo dois. Você é um nene. Các bạn ăn kiểu nói tiếng Mundu cả nhà. Mình hình hiểu trò xe thôi. Nhưng mà rất là thích luôn. Mọi người rất là thích luôn. Lấy ba chút tamen ra sai bên đi bạn. Lấy ba chút tamen. À, cái nướng đằng dưới, phía dưới cả nhà. Đấy, cũng rất là đẹp, ngô rất là đẹp luôn. Thì năm nay thì mình mong muốn thì các bản làng mình hỗ trợ cũng như là toàn bộ anh em hỗ trợ giúp đỡ. Thì bản làng nào cũng có một cái lượng nông sản, thu nhập một lượng nông sản thật nhiều. Đấy, để cho người dân là bớt đói đấy, bớt đói đấy. Có của ăn của để cả nhá. Đấy. Thì cái công cuộc của anh em mình sẽ ngắn lại. Giả dù mà người dân nắm bắt được khoa học kỹ thuật với lại cái nền nông nghiệp của Việt Nam mình ấy, mà học theo hướng dẫn, học theo ấy, nắm bắt được thì càng nhanh phát triển ạ. Thì anh em mình thì đỡ ló. Mà ấy cũng mù. Admira ấy cũng phải. Não, isso está muito bom. Ah, isso é muito bom. Admirar, né? É uma coisa assim, muito bonita. Muito bonito. Ah. Tá bem. Ok. Yeah. Não. Eu quero mesmo, não sou capingala, mas mesmo chinene, tudo mesmo sai assim. Tá bem. Mas depois tem que lutar, já? Sim. Eu conheço, mas também trabalha mesmo. Mas também trabalha. Então sozinho, assim, como faz, vou fazer? É difícil. Sim, verdade. Đấy, một cây làm chẳng đến non ba cây chùm lại đến hòn núi cáo cả nha. Thì mình cũng nói với bác gái cũng như bác Paulo đấy, thì là phải cố gắng thôi. Nên mình bác gái này cũng là một người rất là chăm chỉ trong công việc cả nha. Mình rất ngưỡng mộ bác luôn. Cũng nhiều tuổi rồi, có tuổi rồi, nhưng bác rất là chăm chỉ, đốc thúc mọi người rất là tốt. Nhưng mà nói chung thì cũng
có người thế này người thế kia cả nhá. Đấy, một mình không thể làm được. Đấy, mình cũng nói với bác trưởng thôn bản Kapingala và bác gái đấy, rồi là đồng lòng, đồng sức đồng lòng thì mới phát triển được. Còn mỗi người một ý, mỗi người một ý thì rất là khó phát triển. Tú đu tánh kê mê mu junta force vamos trabalhar vamos tá bom devagar devagar tá aqui tá aqui mãe olá tá aqui é assim sim é grande assim olha que te aí todo mesmo assim né. Các bác là kết cực kỳ luôn cả nhà, ngô rất là đẹp nên các bác ngủ rất là kết luôn. Các bác gái rất là thích luôn, ai cũng vui vẻ cả, ai cũng hân hờ cả. Ok cả nhà, thì nội dung video ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để nhận vlog cuộc sống châu Phi. Dạ, tôi luôn phải là chào các bạn này. Chào các bạn.